Anh về rồi đấy à? Đồ ăn đâu? Em mệt lắm, chưa ngủ mà. Em ngủ đi. Về muộn nay rồi. Đồ ăn thì không có. Vợ với cả cháu. Thôi đi ngủ. Sao anh tức với em thế? Giỏi anh làm vợ bằng này suốt nào. Làm gì nào? Quậy đi. Ôi giời. Thằng này. Đi. Gì quá chị ơi, em thề luôn chỗ em cá gì quá, cá mập nhá, cá xấu nhá, mẹ à, cá voi, cá heo, cá rái, à rái cá quá. Ừ, đây đây đây. Thế đâu chị, xem nào. Đây, thì chị thích con nào? Thích con cá chua không em? Cá chua à? 700.000 cá mấy đây? Tay ấy thầy. Chị Sương. Thế à? 700.000 là đắt thế. 20 bảng thôi. Cũng được. Ôi. Trời ơi, nhà gì mà bẩn thế này. Trời ơi, chăm với cả con. Chết rồi, không phải đón anh trời đánh chi nữa. Đợi đấy đi. Từ từ rồi mày đón. Tao đang chơi với cái cột đang vui. Ngồi xuống đi. Ngồi. Nhanh lên. Hai cái thằng này sao giờ lại còn ở đây? Bố mày đâu? Mẹ giờ chưa về. Mẹ đang đón. Ôi kìa. Em chào cô, em xin lỗi em đến muộn quá. Giờ chưa về. Ngồi một việc. Ngày hôm nay vào thôi nhé. Còn này, mày chăm học đấy, chúng ta phải thật không hả? Mẹ dạy bao nhiêu lần rồi, thế mình cũng sai, ngu ai không biết. Thằng này ngu đấy. Còn mày kia nhá, mày im đi nhá, mày dê vào nó nhá. Mày không phải thừa hưởng cái máu dê từ bố mày đâu. Phải có thằng bố mới có thằng con nữa. Đi đây, lại tay, đứng dậy. Đi. Mẹ, để em dẫn nó về. Mày không còn làm gì, đi về ngay. Vì tập hiền lắm rồi. Lên nhà dọn cơm nhanh. Vâng dạ. Con mẹ ơi, cái anh em nhanh nhanh. Có mùi khét mẹ ơi. Ừ dạ, mùi gì khét đấy nhỉ. Rồi, ok rồi. Rồi họ. Họ anh nghỉ hè chào. Ôi, đúng thích nó. Nhớ hôm nay chưa nay ba năm chưa được tưởng ra bút đất trường học thì tưởng tượng có bao năm và sau đó nó phải biết chứ nhờ sao là không có được có khói nhá thì từ từ nhà mày từ sau vợ chồng chúng mày mà không làm ăn cẩn thận để có khói làm sao là tôi mất chưa điện tử tao sẽ ra tao ốc cảnh gỗ. Này cô kia làm ăn kiểu gì ấy hả? Cái tao đi làm về mình thôi là mình về cháo cơm nước gì đồ ăn đồ nước thì hỏng hết cả. Con thì muộn, chả hiểu làm sao làm vợ của mày, không được.
Và tặng chị em để thể hiện là mọi người rất thấu hiểu nỗi lo và sự khổ khó khăn trong việc đời sống hàng ngày. Nhưng đây là công sức nho nhỏ của bọn mình trong một ngày vài ngày vừa rồi nhân dịp 8/3. Xin chúc chị em hôm 8/3 vui vẻ. Quẩy lên nhá, giải bài rồi. Look at him!